Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cũ, mình là Bảy Bình Bông. Vậy là banner của Alex đã đi được khoảng một nửa chặng đường rồi. Và đến bây giờ thì không biết các bạn đã ra Alex Chino chưa, các bạn đã ra trấn của Alex Chino chưa. Với cá nhân của Bảy tôi thì đã ra Alex Chino trong cái buổi live stream hôm đấy rồi. Và trấn thì tôi đang trong quá trình quay, vẫn chưa lạch và vẫn chưa ra, phải đợi thôi. Và đợi ở đây chính là đợi cái phần thưởng nguyên thạch này các bạn. Và rất là may mắn thôi, chỉ có khoảng 2 ngày tới thôi chúng ta sẽ có cái sự kiện chủ đề, và đây cũng chính là cái sự kiện lớn nhất của phiên bản này, phiên bản 4.6. Vậy thì điều kiện để các bạn mở cái sự kiện này là cái gì? Số 1 là các bạn bắt buộc phải trên hạng mạo hiểm 30 này, và số 2 các bạn cần phải hoàn thành cái nhiệm vụ ma thần có tên là kế hoạch thoát khỏi đảo Rito. Đây là hai điều kiện bắt buộc các bạn cần phải làm. Ngoài ra các bạn có thể làm thêm những nhiệm vụ như là truyền thuyết của Ito này và nhiệm vụ truyền thuyết của Lôi Thần để có thể trải nghiệm tốt hơn. Còn nếu các bạn chưa hoàn thành hai cái nhiệm vụ này thì các bạn đều có thể có cái phần trải nghiệm nhanh đấy. Tức là các bạn vẫn có thể tham gia sự kiện, chỉ là cái trải nghiệm cốt truyện của các bạn nó sẽ không được liền mạch mà thôi. Nhiệm vụ này thì nó sẽ chia thành hai màn ở phần cốt truyện. Màn số 1 thì chúng ta sẽ mở vào ngày mùng 6 tháng 5, tức là vào sáng thứ hai của tuần sau đấy các bạn. Còn nhiệm vụ cốt truyện màn số 2 nó sẽ mở vào ngày mùng 10 tháng 5 năm 2024, cũng tức là vào thứ 6 của tuần sau. Riêng với tất cả những cái màn chơi để các bạn nhận được phần thưởng nguyên thạch đấy thì chúng ta sẽ mở hết luôn vào ngày mùng 6 tháng 5 nhé, chứ không phải mở theo giai đoạn giống với cả cái cốt truyện nhiệm vụ. Phần thưởng ở đây thì ngoài việc mà các bạn nhận được Goro, các bạn sẽ còn nhận thêm một cái đạo cụ nhỏ là một cái kèn này và rất nhiều những tài nguyên khác nữa. Quay trở lại trong game thì trước khi mà cái sự kiện chủ đề của chúng ta bắt đầu, MiHoYo cũng đã mở ra một cái sự kiện mới có tên là chế độ nhiệt huyết đội hình chiến thuật. Đây là cái sự kiện của TCG đấu bài thôi, phiên bản nào chúng ta cũng sẽ có, và cái phần thưởng của nó thì chắc chắn là không có nguyên thạch, chúng ta chỉ có cái đồng xu may mắn này mà thôi. Nếu các bạn có hứng thú với cả đấu bài thì các bạn có thể là trải nghiệm cái đấu bài trong ngày hôm nay đến ngày mai để ngày kia chúng ta chơi event chủ đề nhá. Cuối cùng thì Bảy tôi vẫn chúc tất cả các bạn với cái số lượng nguyên thạch mới như vậy để các bạn farm ấy thì các bạn sẽ sớm nổ cho mình Alex Chino hay là nổ Nili ở trong banner đợt này. Bây giờ thì chúc tất cả các bạn tối tốt lành. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, Bảy xin gửi lời chào cũng như hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye and see you again.